những người con của mảnh đất Quảng Ninh, họ đã có thể trở thành những người thợ mỏ chăm chỉ, là hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp, nhân viên sân golf năng động, nữ quản lý khách sạn, một đầu bếp tài ba, hay một biên tập viên truyền hình duyên dáng. Nhưng không, họ đều sở hữu những yếu tố này. Chúng tôi rất là khỏe và cái giọng hát nó lớn, cái âm lượng lớn, năng lượng trong con người cũng nhiều. Hình như là có cái hơi biển, nó hàng ngày nó thổi thẳng vào những cái cổ họng và phế quản, khí quản của người Quảng Ninh, cho nên là cái giọng hát của mình hát rất là mạnh mẽ và khỏe mạnh. Và một điểm chung nữa, họ đều bước ra và thành danh từ cuộc thi Sao Mai và hội tụ trong đêm nhạc Sao Mai Trở Về Đất Mỏ tối qua. Một đêm nhạc nhiều màu sắc xung quanh chín cá tính âm nhạc và những khách mời đặc biệt, và cũng là đêm nhạc gợi nhớ những kỷ niệm của chặng đường Sao Mai hơn 20 năm đi qua. Cảm ơn Sao Mai đã cho tôi có một công việc tốt, có một gia đình nhỏ, cho tôi lên 17 cân, là cái bệ phóng cho những nghệ sĩ trẻ có cái cơ hội nhiều hơn được tỏa sáng. Năm 2003 thì chúng tôi có tổ chức cái gala Sao Mai Trên Đất Mỏ. Khi đó chúng tôi mời những người công nhân thợ mỏ hát nhá, và họ đến họ đứng trên đất mỏ. Còn lần này thì ở trong một sân khấu rất đẹp, và cái tính chuyên nghiệp bây giờ thì các bạn làm tốt hơn chúng tôi ngày xưa rất nhiều. 2019, Sao Mai trở lại với mảnh đất Quảng Ninh, cái nơi ươm mầm nhiều tài năng âm nhạc, và đó cũng là động lực cho các thí sinh chinh phục hành trình của vòng chung kết Sao Mai diễn ra trong những ngày tiếp theo.